Anh em nào còn mua nick hoặc cày thuê liên hệ ngay Zalo của mình hoặc là bên shop Facebook Hoài Đạt nha anh em ơi. Mình nhận cày ranh, cày tốc tướng, uy tín bảo mật cho anh em 100% nha. Và anh em nào có muốn hỗ trợ cái gì thì liên hệ ngay Zalo hoặc bên Facebook nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lên trang bị bản ngọc phù hiệu cho Airy mùa 2, mùa S4 này nha. Và đây trang bị đi top của mình nha mọi người. Còn đây là sẽ là đi gần nha. Cả hai trang bị đi top và đi gần mình đều xài bản ngọc, đó chính là công vật lý và công vật lý xuyên giáp và tốc đánh tốc chạy nha. Nếu như anh em mà dùng cái bản ngọc giảm hồi chiêu á, thì đầu game anh em chém sẽ rất là yếu. Anh em đi giảm hồi chiêu mà anh em chém rất là yếu nha. Và anh em sẽ được hồi máu rất là ít nha. Đây, đây anh em cho đây bản ngọc này ha. Mình cho bản ngọc anh em đánh là quan trọng là anh em xác định chuẩn ấy. Anh em từ từ đi, là bản ngọc trang bị cho anh em trước này. Nếu như anh em gặp sát thương phép quá cao, anh em bỏ cái thương long cho mình, lên cái này cho mình. Đây, mà nếu tên bạn mà hồi máu lúc đầu game mà chưa có nha, thì anh em lên cái nanh trước cho mình, xong lên giáp phép. Nếu mà giáp phép, nếu mà chuyên về tên bạn có hai sát thương phép nha. Đây, ok. Còn không thì anh em lên phân nửa này cho mình, xong lên cái nanh. Đó, lên phút kiếm xong lên nửa đó, xong lên cái nanh cho mình. Đây, phút lên cái này. Còn nếu mà anh em gặp hồi máu nhiều quá, anh em có lên cho mình. Đấy, ok chưa? Cứ đổ lại vậy đó. Còn không thì anh em sát thương phép yếu, cuối game nó mạnh thì mình lên cái này cho mình. Ok chưa? Còn không thì anh em sẽ đổi lại như vậy. Đó, nó cứ ba trang bị đổi lại thôi. Còn anh em gặp chẳng hạn Ngộ Không này, Rít Nắc này, hoặc là con Batman này, hoặc Cây Ne đấy, thì anh em lên cái liềm cho mình. Auto anh em sẽ là ao nhay luôn nha. Đây, đây là bộ trang bị của mình nha. Ok, tiếp tục xem video nha anh em ơi. Ok, hello, đây là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục em cho em trai lên một ca điểm IG để lấy top IG nha anh em ơi. Ok, lấy em trai cái top là để cuối tuần em trai được cái ấn nha. Dán đầu tiên solo với con Binary anh em à. Một đĩa, hai đĩa này. Solo thẳng mặt luôn anh em ơi. À, mức mình đang xuống kìa anh em à. Xin. Ôi rồi. Bắt con Ben luôn. Bạn Tuấn đẹp trai rồi đang chơi con Ben con Uso. Bạn Tuấn mình đang chơi con Bian anh em à. Mấy này lái con xe này cực khét luôn anh em à. Lái xe hay quá cho nên mà bắt buộc phải chơi hoài luôn anh em ơi. Auto win luôn anh em à. Con bài này anh em cứ việc thử đi, kêu một ông bạn nào chơi con Bian mà chơi tốt, leo xe tốt á nha. Anh em kèm theo ID là đi đánh cái chiến thuật của mình, y khuôn mình đánh trong mọi video là anh em auto win bảo đảm luôn. Cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Đây, phải này là hai người nha. Trời tốc biến đã, hết chiêu rồi, phí của công ty đó anh em ơi. Chờ công ty xuống là tìm mình xuống nè. Chơi nè. Chó nè con, đập hai thằng đẹp quá bạn ơi. Ok. Anh em nào nhu cầu nít hoặc cày thuê cải thiện danh ra tìm nít yêu cầu liên hệ ngay Zalo bên Facebook Hội Đạt của mình nha. Ok. À, lên xe nào. Công tên ơn tới đây. Xin. Được rồi. Ok, ai anh em mà ai ăn cũng được hết, anh em mà quan trọng là win là được nha. Hả? Ông em làm gì vậy? Yeah. Ui, còn con ti nữa kìa. Úi ôi, cao một phát nữa kìa. Mà teo mình xanh lắm rồi anh em à. Bắn này. Ê, đây. Chạy đâu mày. Chọc, lên xe kiểu này là con không có nào chịu nói anh em ơi. Cứ lao giờ anh em quăng chiêu 1 chứ anh em dồn chiêu 1 xong chiêu 2 lướt cánh thường con ti gì đó làm tướng tung đó là bảo đảm có mạng cho anh em à. Nếu có khi nào tôi bị gặp cái chiến thuật này trong quyền trước anh em ơi. Game đầu tiên nha, khởi đầu mới nha anh em ơi.
coi. 83 điểm cũng ok phết đây. Lâu lắm rồi mà solo với Thơ anh em à. Solo với Thơ anh em đánh thường đánh thôi. Solo khô máu cho mình anh em à. Đầu game anh em không chưa bao giờ ghén ai. Gì vậy? À có bánh mày, có bánh mày. Có bánh mày gì nó lên cao. Ôi, gì vậy? Gì vậy? À mấy anh này được phết nha. Được phết nha. Đó rỉa nè. À hình như có bánh mày ở đây. Mày tưởng có bánh mày ở đây là mày ngon hả? Có Batman anh em mà hàng chi nó lên cao, nó cố muốn đánh mình anh em. Ui dồi nó biến rồi. Không nó biến rồi, nó chết rồi anh em à. Chờ luôn. Ok một đứa. Chờ luôn hả? Con tơ kìa, Trời ơi, tôi đâu có chiêu đâu. Trời, phải là con tì lắm mà. Ôi dồi ôi, thôi xong rồi. Nè, bữa nay mình bán skin bị hồ với lại bãi biển cho anh em xem nha. Nhiều anh em mê hai skin này lắm không? Mê skin bãi biển lắm không? Ok, nến này có bãi biển mình làm bãi biển luôn anh em ơi. Tùy theo nít khách nữa anh em à. Nến nào có skin gì mình chơi skin đó thôi. Trong bụi. Ôi dồi ôi. Rồi hay rồi bạn ơi. Trời cứu không có được rồi. Nó hết chiều rồi. Hết chiều rồi. Mấy chỗ luôn này. Rồi. Trời ơi, đây là cái chuỗi mình là ngon rồi. Trời ơi, quá cầu. Quá cầu, trời hắc não với tôi. Tôi chào mấy ông dưới đây, mấy ông tên anh này, một câu gần cao thủ này, muốn na cũng mướt phết nhờ. Này lên cao nhờ Batman đâu ta. Nó đứng lại này. Có thằng Batman đây chắc luôn nè anh em à. Batman đâu, ra đây. Ôi trời, Batman trên kia à. Ui cái gì này là cái gì, hồi nãy bắt nó luôn rồi anh em à. Tem bạn mất tiêu hết trơn rồi anh em ơi. Bèo cái trụ. Gì vậy, thủ trụ hả. Trời ơi. Cái gì căng quá vậy mấy ba. Trời ơi. Trời đánh thường không được kìa. Nó vẫn ăn được nha, nhưng mà tốn cái đốc biến làm sao anh em ơi. Canh bắt ở đây trước anh em à. Bắt đằng sau lưng trước này. Ok chưa. Anh em chú ý bắt chủ lực trước nha anh em. Không có chiêu anh em không cần phải nhất thiết là phải lao vô đánh đánh tăng cơ vào đâu nha. Cứ có chiêu là có người mà sao chủ lực mà sao cứ xuống chủ lực bắt chủ lực thôi. Thằng nào bên đây vậy? Cái gì mấy anh? Trời ơi bị khóa nè, trời ơi không có tường kìa. Đây đâu rồi? Ai sẽ bỏ tôi đây? Trời ơi, cái ta ủi vô luôn chứ cái văng mình xuống vậy là mình mất một khúc rồi. Không xong rồi. Lái xe lỗi thế. Thề với anh em có thằng tơ bảo đảm cũng rất là khó chơi luôn anh em à. Bắt ở đây trước nè. Lĩnh đâu? Trời ơi, chưa có lính anh em ơi. Ấy. Ok, mất liền mà, bao giáp xin luôn. Oh, win rồi. Game sao mà nó khó khăn hết ta.
có tơ là khó chơi anh em à. Ok, lên MVP tiếp nè. Gì ghê à? Chung chào, muốn được phết nha. Gì à? Làm gì tao? Ghê à? Rồi xong rồi con. Ui, tóc biến ơi. Từ từ nào mất ơi, làm gì vậy? À? Làm chuyên bộ tóc biến ngược anh em ơi. Nhưng mà được trả thù cho. Trời ơi, chú Văn quên tóc biến anh em ơi. Thì không tới nè. Xin đây. Xin một mạng đi. Đây là Florentino. Anh là chưa đây bộ 4. Và anh em, Quang bao chục. Này là Florentino. Anh ấy vẫn lên rồi ba. Gì ghê vậy? Ôi dồi. Không đua được nha, không đua được. Trời. Trận đấu tới đây, xe tăng tới đây. Đi đâu vậy? Gõ cái đầu của cha mày. Cứ việc cái ham đi, Batman nó không vô đâu. Ra farm luôn. Nó mà ra là lụm cái đầu liền. Hay các bạn ơi, tôi xin. Hay các bạn ơi, trời ơi, không cho được rồi. Không ăn được anh em ơi, không ghét được anh em ơi. Ra lấy chỗ luôn anh em ơi. À, follow này. Follow này. Lấy chỗ chứ anh em ơi. Dán này là cam trên follow luôn anh em ơi, không cho follow cho game luôn. Múa đi, mày dậy mày múa đi. Chơi cái kia nè. Cá, hai. Xin. Ok chưa? Bắt follow chứ. Úi dồi ôi, follow giờ giết mà còn 52 hàng à. 22 vàng à, 52 vàng à. Rồi. 83 điểm là MVP nha anh em ơi. Cái nick này mình ban vòng lúc đâu? 11 giờ đêm hả anh? Không. Ờ, mình ban lúc 11 giờ đêm là tới 2 giờ mấy sáng là xong luôn nha anh em ơi. Con kèo nhanh cho em trai luôn. Thôi xong rồi. Ui dồi ôi. Báo thủ rồi. Rồi sao đang chạy mà đứng nghiêm đây rồi ba. Ok rồi này. Mày đòi bắt tao. Ui, khó chịu thế nhờ. Ôi, thằng bạn nó ủi vô một phát một lần sập cái tường luôn anh em à. Thôi xong rồi, mày kéo nó qua đây chi vậy? Thôi xong rồi, con hết chạy được rồi. Đi về. Thôi, trời ơi. Báo thủ. Bắt con mình ở trước này. Thằng mua bên kia chơi tốt phết anh em à. Đi đâu. Bên kia là mua chơi tốt phết luôn anh em. Bắt tô đồ trước này. Giật bóng về. Hai. Tao
Bạn ôi trời, bạn trong bẻ lái cơ. Trời ơi, đỉnh dữ ta. Thấy anh em có một Bizan mà chạy xe cỡ này là đẳng cấp luôn anh em à. Lên xe nào. Đấy này này này. Đấy, không có một Bizan cỡ này thì làm sao mà ai mà chê cho được. Thôi đi về nào bồ ơi. Khỏi chạy bồ ơi. Hay nha, hay nha, hay nha, hay nha, hay nha, bù rác của chúng tôi. Này thì tô vô, này thì tô vô, này thì tô vô. Trời ơi, tôi vô không chết kìa. Trời ơi, tôi vô ta không chết anh em à. Nó đứng nguyên về kêu đó chết rồi. Gì, chơi tiếp hả? Rồi, nãy tôi mà vô chung tôi cũng chết trong đó luôn em. Hên, tôi lướt xuống kịp á. Nhìn bóng như mày. Nhìn bóng như mày. Nhìn bóng này nó cướp luôn con bồ làm có gan này. Sao nào? Thôi xong. Nó lũ vô này là thằng này chết rồi. Sao nào? Sao nào? Sao nào? Đúng, hay quá nhờ, giờ ta bay phớt, tốt phớt luôn anh em à. Gì vậy? Gì vậy? Thôi trụ win thôi anh em ơi. Sao nào? Follow này cầm suy nhược anh em à. Follow này cầm suy nhược anh em à. Muốn cũng kinh phá đây. Ờ cái level 4 này. Level 4 thì lụm luôn này chứ sao nữa. Level 4 thì lụm luôn này. Xin đi một mạng nữa này. Trời ơi. Rồi đây, đây là Florentino. Ui ui, trời ơi, Win cái xe tăng nó ủi vô kiểu đó, nào sống nổi. Tranh thủ follow nó đi về anh em mà lấy trụ luôn anh em ơi. Bóng chật, Undy cũng chật. Sao mà khó chờ thế nha. Cướp bùa. Trời, nó biến chật à. Thôi xong. Cầu trước cái đã. Giết được. Ê, vẫn sống này. Này thì múa đi, nó múa tốt lắm anh em mà, nhưng mà do team mình đầu game ép nó mạnh nha, cho nên nó múa hơi bị yếu đam nha. Thật sự nó múa hơi bị tốt á. Ok nè. Florentino. Nó sẽ rớt chứ hoài nhờ. Ok rồi anh em ơi. Ok, win lẹ game khác. Nửa đêm nữa hôm rồi anh em à. Win lẹ cho game khác nữa. Video này bữa nay mình chỉ chơi 2 skin thôi nha anh em. Mì hồ với lại bãi biển thôi nha, chứ không có skin khác nha. Tại nít không có skin nhiều anh em ơi. 2k9 này nha. Khoảng 5 game nữa. 4-5 game maybe nữa. 5 game 6 game nữa xong anh em ơi. 500 điểm nữa.
Solo này. Bắn gì vậy? Đi đâu ơi? Trời ơi, nó bị lắc anh em ơi, nó bị lắc trời ơi, không đâu giết được con mít nữa rồi. Không bạn mà nó bị lắc anh em ơi, hồi đó bị lắc này rồi. Chút gì vậy? Gì ghê vậy? Gì ghê vậy? Ui dù, pro muốn khét quá nhờ. Khét thì khét cũng phải thua thôi. Sao mà sống được? Sao mà sống được? Sao mà sống được? Thôi nào, hết chiêu né rồi anh em ơi. Trời ơi. Nhưng mà có lợi thế lấy 2 trụ là ok rồi anh em ơi. Ủa sao lên xe không được vậy? À lên được rồi nè. Trời ơi. Trời không chết ai luôn kìa. Lô múa game. Joker ảo game này. Trời ơi đặt vô phát. Lô xỉu luôn. Xỉu liền luôn. Ăn đi. Trời ơi mất luôn. Trời ơi bạn. Kỳ bản. Không sao anh em ơi. Đúng ok. Ui tốc biến rồi. Nhưng ve chai. Cú tê vải hơn ve chai lộn lộn lộn. Cú tê vải. Đâu á? Nè đưa về cho lẹ nè trời ơi. Tranh thủ nhanh anh em ơi. Bêm game khác anh em ơi. Trời sao chủ bắn tôi vậy? Ok win rồi. Win nhanh đánh game khác anh em à. Tôi mò vào nha. 82 điểm là MVP nữa rồi đó. Ok, 3k điểm rồi nha, nhanh chưa? Nhưng mà solo với Alan anh em à. Gì căng này? Sao máu nó xuống không phanh rồi máu mà vẫn đầy vậy ta, kỳ ta. Một rĩa này, hai rĩa này, rồi thôi xong rồi con. Mày lên mày solo với ta là mày xong rồi con. Xong rồi con ơi. Lụm cục méo nó luôn. Trời, lên xe kiểu này nè. Trời ơi, ủi vô nào là nó nghỉ. Nghĩ phẻ. Một đĩa, hai đĩa. Chết cha rồi. Ôi. Trời ơi. Đi đâu này. Mày đâu xuống đây vậy? Xin. Trời nó đâu xuống đây vậy ta? Ui thôi bỏ đi. Nhỉ, sao nào nè. Một rĩa này sao nào? Hai rĩa này sao nào? Sao nào? Tốc biến này. Ui dồi, còn tốc biến à. Kênh đây. Trời ơi gì dí ghê vậy ba. Người dí ghê gì. Lên xe nào. Không buồn. Tấn công tường địch. Hả? Về ra là khó chịu quá anh em à. Chơi luôn hả? Nè, đầu hồi đó kia nó đẩy mình ra. Ui, bên nhà con Bray rồi. Ui. Ôi hên quá anh em mà còn cầu không chết hai luôn rồi anh em à.
không thôi đó là chết hai luôn rồi. Gì vậy? Ba ông thằng dí tôi làm gì vậy? Dí tôi làm gì vậy? Ba ông người dí tôi làm gì vậy? Ui dồi ôi. Này thì Ala này, Ala này. Nghe này. Xin một mạng. Trời ơi, nó còn giải kìa anh em mà nó không chết kìa. Nhưng mà này làm sao mà sống ở đây? Sao sống ở đây? Chém mày này. Ôi. Ủa sao chém mà nó không chết vậy? Vai thiệt chưa? Anh em biết sao mà nó chém nó không chết đâu anh em. Mày nó lên liền anh em à. Ok. Trời chết hết rồi. Mình muốn ăn cây xa à? Ai cho mày ăn? 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 Nó giờ còn liền mà anh em thấy không? Trời, phải làm hết luôn anh em ơi. Không sao đâu, sư bọt ơi. Sư bọt chết pha này là sư bọt được ghi công nha. Lấy trụ nào mấy bò ơi. Má, con Lumbo đẩy đính ra không lấy trụ được. Tôi chém chủ nha. Đây bán. Bỏ khỏi đi. Ok. Lumbo đập lính ra ngoài không đánh trụ được anh em à. Lại MVP. Ok chưa? 300 điểm nữa anh em ơi. I will lead Miss Island to a brighter future. Chủ nick này là người ta là dân gì ta kinh doanh quán nhậu nha anh em ơi, bán bia thui ở trên quận 8 anh em ơi, cũng có ý mời mình lên ăn mà mình không biết nhậu anh em ơi, tiếc thế nha. Mình nhìn ảnh từ đây mình từ ở đây mình Gò Vấp mà mình xuống gì mình tới Hóc Môn mà mình xuống tới quận 8 nó hơi bị xa anh em ơi, mấy tiếng đồng hồ. Ôi đồi rỉa tao mày tuổi mày tuổi, tao lấy cái trụ trước tao giết mày sau nè, tao lấy cái trụ trước giết mày sau, tao 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 giết mày sau, chạy hồn cái. Ôi thôi nào. Ôi! Mày này nó cứ me được bà vậy? Em đâu làm gì đâu, em đâu làm gì đâu. Mày tớ nái mày là con. Mày tớ nái mày là con. Mày tớ nái mày là con láo với tao hả? Ôi dồi, chết cha rồi. Và nó cũng chết em à, phí cái cầu. Tính xài mà không nghĩ phí. Nè, mày bắt tao hả? Mày bắt tao, mày bắt tao hả? Mày bắt tao. Vô thấy đâu quá. Thôi xong báo rồi anh em ơi. Đó. Úi dồi ôi. Mày con bị chốt cái mạng bắt rồi. Mày con bị chốt bắt luôn em ơi. Vừa lao vừa chạy vô là bị bắt liền luôn em ơi. Nãy anh vừa anh quýnh em đúng không anh vừa. Nó kéo kéo mày ra xa xa xíu tao giết mày ngồi đây nè. Tao giết mày ngồi đây nè. Má cái con Lily này khó chịu thế nhờ. Ui mà teo mình xanh quá kìa xanh kìa anh em à. Bắt trụ lột chứ. Ok. Ôi trời. Kiều nhẹ ba đông luôn rồi. Có hai mạng anh em à. Nhưng mà pha này hết lính rồi anh em ơi. Hết lính rồi. Do giờ này nó sấy cũng đau lắm anh em à. Trời ơi. Ê chủ này có lính nè. Đông quá hết máu hết chiêu rồi không được. Cái gì anh nhờ anh muốn bắt em hả? Muốn bắt tao hả? Nè cho ông ti nè, ông ti đây. Đó nè ông ti đây, đó cho ông ti đó. Rồi xong rồi ông ti tới tôi nha.
Công ty xong rồi cho tôi nha. Ok chưa? Ok chưa? Một dứt này. Lấy được 3 đường nhưng mà team mình chết 4 người luôn anh em à. Má thằng Yon nó không chịu nổi dương Yon này mà nó sấy đau quá anh em à. Trời, anh Yon đi đâu qua đây vậy? Ok rồi. Ủa sao không về ba đâm? Gặp tôi pha đó ba đâm tôi về chứ không có làm đứng hút đâu anh em à. Ok. Xong rồi anh em ơi, xong 2 game đó xong rồi. Tăng thêm mạng lấy MVP rồi. Ok, nắm chắc phần thắng là MVP trong tay mình cho nó an toàn anh em à. Để cộng được nhiều điểm nè, hai mình cày điểm thôi, mình cày ganh. Cày ganh thì cỡ đó đi gì cũng được. 3 game nữa, chưa đủ. Trời, giật bóng giờ chi chờ. Xin nha. Bem luôn con dơ xong lên chơi này. Ê, ai ơi này. Ok. Tụi nó ăn thiên công này. Trời ơi, chém không đủ đam anh em ơi. Bay gì vậy? Về em nội ơi. Gì vậy? Đi về. Ôi. Tùng thế. Ủa chỗ không ăn nè. Ok này. Tôi bị kiểu mệt mỏi quá nên bình luận nó nhiều quá thì kiểu mệt mỏi á, mình không la nổi nữa nên là. Ôi ốc đẹp này. Ai ngon luôn. Trời ơi, ở đây thành con tim của nó đẹp quá nha. Trời ơi, mua giật bóng về chi báo ở đây vậy mua. Trời ơi, báo con teo quá trời báo rồi. Giật bóng về úp ngang teo luôn em à. Bóng thì ngu vậy chứ. Giờ bị úp xong rồi, giờ bóng về úp luôn AD vai thì ok. Em này gán MVP không ta? Đây, vẫn được MVP nè. Ngon này. 2 game nữa anh em ơi. Gán 2 game xong đi ngủ nha. Giờ cũng 1-2 sáng rồi anh em à. Này cúp bùa. Này game cuối nha anh em ơi. Game trước mình kiểu như mình lười, mình nhiều quá, mình lười bình luận quá. Xin luôn đi. Ồ, không được rồi. Ok. Núp. Anh em nào nhu cầu muốn đến học cày thuê, cải thiện danh thì cày cấp tướng này liên hệ ngay Zalo hoặc bên Facebook Hội Đạt của mình nha mọi người ơi. Ủng hộ cho mình muốn nút like, đăng ký kênh nha. Giúp mình lên 31.000 cả sub nha anh em ơi. Anh em nào đăng ký kênh rồi cho mình một like và một comment. Và anh em nào đang chưa đăng ký thì anh em ủng hộ cho mình cũng đăng ký nha, một nút like nha. Anh em nhớ bấm chuông lên để video mình ra video thông báo cho mọi người nha. Ôi phần này không lấy trụ được à? Lấy được. Lên. Gì vậy? Buồn ngủ quá anh em ơi. Chạy đâu? Cày xong kèo này qua mai mình cày thêm cái kèo một cái điểm khác của khách nữa anh em ơi.
chưa biết danh gì nữa, nhận rồi mình chưa biết danh gì nữa. Đánh xong nick này đi ngủ rồi mai mai coi nick nó danh gì rồi bê em tiếp anh em à. Xem nữa đánh nhau để chủ trước an toàn anh em. Nam kia mua tốt lắm nha. Muốn ghét tao à? Muốn ghét tao à? Chắc chưa? À trời, cái quần đùi gì đây vậy? Ờ cái quần đùi gì đây vậy, năm đứa vậy? Trời ơi, trời ơi. À có chi phần này lụm tiền rồi này, đúng đẹp luôn. Ôi dồi ôi, năm đứa dưới đây đâu có hết đâu. Mà cho câu kéo biết bao nhiêu thời gian này mà. Xin. Ok. Ôi Yesu ngồi rặn, rặn này. Bắt đi lì chỗ này. Ok. Anh em cứ xử mà lóc này. Lấy chủ trước. Anh em cứ lấy chủ trước, mình là giết người là trước sau là cũng chết à. Thấy không? Một nè, hai nè, thấy không? Anh em quan trọng cái chủ trước, anh em vô đừng có chém người, chém chủ trước, lấy chủ là mất chủ là mất cả người à. Ui ulti kìa. Ulti nè. Giết luôn mà lóc luôn. Ui, ôi tóc biến à. Chắc gần sắp xong game rồi anh em ơi. Thằng này nó cũng tốt phết nha. Chặn đến rồi. Chắc win được, chắc win được. Trốn, 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 trốn. Ôi dồi ôi. Nè. Bắt con lì trước này. Khó thế nhờ. Dọn lính trước. Ui. Nè, thì dọn lính trước anh em à. Hơn là hết lính rồi đó. Ui hơn này. Bắt lọc trước. Ok. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Nè, nó còn sống rồi nè. Tóc biến đi đâu ấy? Tóc biến đi đâu đấy? Winner, 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 winner. Nào muốn hay cỡ nào hay cũng được, thắng nổi đâu. Ok, hẹn anh em vào tiếp theo của ngày mai, video của ngày mai nhé. Và mình sẽ ra cho anh em xem sự đấu này uy tín nha, chủ 17 nha anh em ơi. Gián cuối cũng lên cầu thủ rồi anh em à, vừa đúng lúc lên cầu thủ luôn, chủ 17 cho anh em luôn, cho em trai luôn. 74 điểm vừa đủ điểm luôn anh em ơi. Ok chưa? Đây, lịch sử đấu nha, cho anh em xem nha. Đấy, ok chưa? Đấy, uy tín chưa? Bye bye!